Chào đón tất cả quý vị đã cùng quay trở lại với kênh Thời sự Nhanh. Như vậy là một ngày mới lại bắt đầu. Hãy cùng ban biên tập kênh Thời sự Nhanh dành ra khoảng thời gian đầu ngày để có thể kịp thời cùng cập nhật những thông tin nổi bật cùng với Thời sự Nhanh quý vị nhé. Và ngay bây giờ sẽ là những thông tin đáng chú ý được truyền tải. Mời quý vị cùng theo dõi. Vì sao cựu tư lệnh cảnh sát biển và 4 tướng lĩnh bị bắt? Thưa quý vị, cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố, bắt tạm giam 5 cựu tướng lĩnh và 2 sĩ quan cấp tá thuộc lực lượng cảnh sát biển để điều tra về tội tham mô tài sản, chấp hành chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực và chỉ đạo của Ban thường trực Quân ủy Trung ương về việc xử lý các sai phạm liên quan đến cán bộ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra vụ án tham mô tài sản liên quan đến sai phạm tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, ngày 13 tháng 4 năm 2022, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Thiếu tướng Phạm Kim Hậu, cựu Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng, Thiếu tướng Bùi Trung Dũng, cựu Phó Tư lệnh, Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, cựu Phó Chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị, Đại tá Nguyễn Văn Hưng, cựu Phó Tư lệnh, Thượng tá Bùi Văn Hòe, Phó trưởng Phòng Tài chính về tội tham mô tài sản quy định tại khoản 4 điều 353 Bộ luật hình sự với vai trò đồng phạm với bị can Nguyễn Văn Sơn, Trung tướng, nguyên Tư lệnh và bị can Hoàng Văn Đồng, Trung tướng, nguyên Chính ủy. Cùng ngày, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã thay đổi biện pháp ngăn chặn, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Sơn và Hoàng Văn Đồng. Trước đó, Nguyễn Văn Sơn và Hoàng Văn Đồng bị Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú về tội tham mô tài sản quy định tại khoản 4 điều 353 Bộ luật hình sự. Các quyết định tố tụng của cơ quan điều tra đều được Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương phê chuẩn. Như báo chí đã đưa tin, hồi tháng 10 năm 2021, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký ban hành các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nhân sự Cảnh sát biển Việt Nam. Theo quyết định 1784, Thủ tướng cách chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đối với Trung tướng Nguyễn Văn Sơn. Do đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng. Thiếu tướng Phạm Kim Hậu cũng bị cách chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam. Do đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng. Thiếu tướng Trần Văn Nam bị cách chức Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam do đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng. Đại tá Nguyễn Văn Hưng bị cách chức Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam do đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng. Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết bị cách chức Phó Chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam do đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng. Trung tướng Hoàng Văn Đồng bị xóa tư cách nguyên Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam do đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng. Thiếu tướng Bùi Trung Dũng bị xóa tư cách nguyên Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam do đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng. Trước đó, Ban Bí thư đã đưa ra kết luận Trung tướng Nguyễn Văn Sơn với cương vị là Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Cảnh sát biển cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 đến năm 2020. Ông Sơn cũng phải chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Bộ Tư lệnh và các đơn vị trực thuộc, bản thân suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn còn vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc khi ký ban hành một số văn bản quan trọng trong công tác trọng yếu, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác nghiệp vụ và pháp luật, để xảy ra việc xử lý một số vi phạm không đúng quy định, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Do vậy, Ban Bí thư quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với Trung tướng Nguyễn Văn Sơn. Ban Bí thư cũng quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Hoàng Văn Đồng, Doãn Bảo Quyết, Bùi Trung Dũng, Phạm Kim Hậu, Trần Văn Nam, Đào Hồng Nghiệp. Đại tá Đinh Văn Nơi, không ai có thể gây áp lực khiến tôi chùn bước. Thưa quý vị, sau khi có thông tin chính thức về việc Đại tá Đinh Văn Nơi tiếp tục chỉ đạo, điều hành Công an tỉnh An Giang, chúng tôi đã có cuộc trao đổi ghi nhận những chia sẻ của vị Giám đốc Công an tỉnh An Giang đặc biệt này. Không phải khi về giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang, tôi mới có tinh thần làm việc thẳng thắn, quyết đoán. Trước kia, tôi là một chiến sĩ trong lực lượng quân đội, rồi chuyển sang lực lượng công an, công tác tại thành phố Cần Thơ. Tinh thần làm việc trách nhiệm luôn rõ ràng như thế, nghĩa là thẳng thắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và đặc biệt nhất là không ngại va chạm. Tôi nghĩ rằng ở bên mình có đồng chí đồng đội, đặc biệt là có lòng dân, có những người tốt giúp đỡ mình. Do đó, trong quá trình làm việc và cống hiến, mục đích của tôi là phải bảo vệ Đảng, bảo vệ dân, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của người chiến sĩ công an nhân dân. Trong thời gian làm việc, bản thân tôi chưa thấy có gì là khó khăn, chưa bị cơ quan đơn vị nào gây áp lực cho mình đến mức phải chùn bước. Tinh thần làm việc thẳng thắn, quyết đoán là một tố chất của người chiến sĩ công an nhân dân cần phải có để cống hiến cho Đảng, cho nhân dân.
Vì thế, không có gì khó khăn áp lực khi tôi thực hiện nhiệm vụ của mình. Khi về địa bàn An Giang nhận nhiệm vụ, tôi chỉ có một thân một mình. Tôi cần có đồng bào, nhân dân giúp đỡ, nên tôi công khai số điện thoại cá nhân. Kết nối người dân là một việc làm tôi nghĩ là cần thiết và bình thường. Trước đây, khi còn giữ chức trưởng công an huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, tôi đã làm điều này. An Giang là địa bàn mới, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm sẽ có những loại tội phạm mới mà địa bàn khác không có, nhiều lĩnh vực khác tôi cần tiếp cận tìm hiểu. Tôi cần dựa vào lòng dân nên tôi công khai số điện thoại cá nhân làm số đường dây nóng. Tôi còn thấy rằng tất cả cuộc gọi, tin nhắn báo đến, chúng tôi đều nhận được tin tốt lành từ người dân. Nghĩa là thông tin tố giác tội phạm rất có giá trị, rất hữu ích cho lực lượng chức năng vì một tin dân báo đến. Giúp lực lượng tiết kiệm thời gian, công sức để điều tra xác minh, giúp chúng tôi chỉ đạo nhanh, kịp thời đảm bảo vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh An Giang. Ngoài ra, thông qua đường dây nóng, tôi kiểm soát được lực lượng cơ sở, vì từ tin báo của người dân về việc làm chưa tốt, chưa đúng của cán bộ, chiến sĩ nào đó, chúng tôi kịp thời chấn chỉnh ngay. Tin báo của người dân còn giúp chúng tôi ngăn ngừa đấu tranh phòng chống tiêu cực tội phạm tham nhũng trong lực lượng công an nhân dân. Tất cả tin báo đến, không có tin đe dọa hay làm phiền tôi và gia đình. Tôi là một chiến sĩ công an nhân dân, nhiệm vụ là đấu tranh phòng chống tội phạm và tôi nghĩ rằng không có một loại tội phạm nào dám đương đầu với lực lượng công an. Nếu có, đây là điều kiện để mình thực hiện việc đấu tranh phòng chống tội phạm. Sắp tới đây, không chỉ bản thân tôi công khai số điện thoại cá nhân mà tôi sẽ chỉ đạo toàn thể lực lượng công an tỉnh sẽ công khai số điện thoại ở từng ngành, từng cấp. Chúng tôi sẽ có đánh giá, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm việc này để làm sao qua đường dây nóng chúng tôi phục vụ người dân tốt hơn. Và khi đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn sẽ tốt hơn khi quần chúng nhân dân sát cánh cùng lực lượng công an. Luật pháp là phải nghiêm minh, nhưng tình cảm đối với dân phải trọn vẹn. Đây là một trong những tinh thần lực lượng công an tỉnh An Giang làm rất quyết liệt đối với các loại tội phạm và các đối tượng đã nhìn nhận được ý nghĩa việc làm của chúng tôi, nên thời gian qua, các đối tượng ra đầu thú rất nhiều. Tỉnh An Giang còn nhiều đối tượng truy nã. Thời gian qua, chính công tác đấu tranh phòng chống tội phạm quyết liệt vào các loại tội phạm bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ đã tác động trực tiếp đến các đối tượng này. Hơn nữa, chúng tôi thực hiện nhiệm vụ với tinh thần vì dân phục vụ bằng những nghĩa cử cao đẹp nên các đối tượng nhận ra tính nhân văn khi lực lượng công an làm nhiệm vụ. Do đó, họ đến cơ quan công an đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước. Điều này, thời gian qua Công an tỉnh An Giang đã được Bộ Công an đánh giá cao và khen thưởng về công tác vận động các đối tượng truy nã ra đầu thú và truy bắt tội phạm. Đối tượng nào không ra, bằng các biện pháp nghiệp vụ chúng tôi truy bắt cho bằng được về quy án. Sau đó, anh cải tạo tốt, sẽ sớm đoàn tụ với gia đình. Đây là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân và đối với lực lượng công an nên chúng tôi phải làm. Trong quá trình thực thi pháp luật, chúng tôi cảm thấy đau lòng nhất khi gia đình đối tượng bị truy nã có 2-3 con nhỏ. Chúng tôi bắt đi người cha hay người mẹ của các cháu, rồi bế các cháu nhỏ giao cho ông bà. Chúng tôi thấy thật sự rất đau lòng. Dù chúng tôi hỗ trợ sữa, hỗ trợ tiền, nhưng đây là việc thực thi pháp luật nên phải công bằng trong xã hội. Không phải vì tình cảm riêng tư hoặc nhìn hoàn cảnh đau lòng mà chúng tôi bỏ qua những sai phạm, lỗi lầm của các đối tượng vi phạm pháp luật, đối tượng bị truy nã. Đối với tôi, việc đi hay ở không quan trọng, vì ở đâu tôi cũng phục vụ đảng, phục vụ nhân dân. Bộ Công an phân công nhiệm vụ ở đâu, tôi chấp hành ở đó. Vì tôi nghĩ người dân trên cả nước dù ở địa phương nào cũng là dân của mình, công tác ở địa phương nào cũng là phục vụ dân. Do đó, là một chiến sĩ công an nhân dân, chúng tôi không lựa chọn ở đơn vị nào, ở đâu đảng, nhân dân và ngành công an cần thì tôi đến. Đối với công tác chỉ đạo, điều hành thực thi pháp luật trong thời gian tới, không chỉ những vụ trọng án mà tất cả các vụ án khác, dù nhỏ cũng được tôi chỉ đạo xử lý nghiêm minh, đúng trình tự thủ tục theo tố tụng. Còn những vụ án đã khởi tố bị can sẽ được xử lý cương quyết, không khoan nhượng, không ngoại lệ và không bao giờ chùn bước trước một vụ án nào đối với tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh An Giang. Riêng các loại tội phạm có dấu hiệu chống đối hoặc xem thường pháp luật, chúng tôi điều tra xử lý nghiêm minh. Sắp tới đây, chúng tôi chọn những vụ án như thế đem ra xét xử điểm, xử lưu động để răn đe, tuyên truyền chủ trương pháp luật của nhà nước để người dân chấp hành nghiêm. Chúng tôi không mong muốn có tội phạm nhiều, bắt tội phạm nhiều. Chúng tôi chỉ mong người dân biết rằng, vi phạm pháp luật là phải trả giá, phải bị pháp luật trừng trị. Để từ đó, người dân có ý thức chấp hành pháp luật nghiêm minh hơn, giúp xã hội lành mạnh, cùng nhau xây dựng phát triển kinh tế cho đất nước. Từ vụ bà Nguyễn Phương Hằng mang hai quốc tịch, luật quy định như thế nào? Thưa quý vị, việc công dân Việt Nam mang hai quốc tịch không hiếm, đã có trường hợp người Việt Nam mang hai quốc tịch vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam bị xử lý. Bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, mới đây đã bị khởi tố về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Quá trình lập lý lịch tư pháp của bị can,
cơ quan điều tra xác định bà Hằng trước đây mang tên Nguyễn Thị Thanh Tuyền, đến năm 2010 đổi tên như hiện tại. Ngoài quốc tịch Việt Nam, bà Hằng còn có quốc tịch Cộng hòa Cyprus. Một ví dụ khác, trong một vụ án Trần Phương Bình và đồng phạm tham nhũng xảy ra tại Ngân hàng Đông Á do Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm, bị cáo Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, khai còn có các tên gọi khác là Phan Văn Sáu và Trần Đại Vũ, đồng thời có hai quốc tịch gồm Việt Nam, Antigua và Barbuda. Như vậy, ngoài tư cách là công dân Việt Nam, hai bị cáo nói trên còn là người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam. Nhiều bạn đọc dân trí thắc mắc, vậy cơ quan điều tra sẽ xử lý vi phạm của người Việt mang hai quốc tịch như thế nào? Việc này có ảnh hưởng đến quá trình điều tra và xét xử người phạm tội không? Liệu mang hai quốc tịch thì có được pháp luật ưu ái nâng tay hay không? Theo luật sư Quách Thành Lực, giám đốc công ty luật Pháp Trị, đối với người Việt phạm tội có hai quốc tịch, nguyên tắc xử lý như sau. Người phạm tội trước hết vẫn là công dân Việt Nam nên sẽ áp dụng pháp luật Việt Nam để xử lý hành vi phạm tội. Về nguyên tắc, công dân Việt Nam chỉ được mang một quốc tịch, nhưng theo quy định hiện hành tại Điều 4 về nguyên tắc quốc tịch, luật quốc tịch Việt Nam năm 2008, thì nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công nhận công dân Việt Nam có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, trừ trường hợp luật này có quy định khác. Công dân Việt Nam có quyền có hai quốc tịch trong trường hợp sau. Chủ tịch nước cho phép giữ quốc tịch nước ngoài khi xin nhập quốc tịch Việt Nam, xin trở lại quốc tịch Việt Nam. Trẻ em là công dân Việt Nam được người nước ngoài nhận làm con nuôi, có quốc tịch nước ngoài nhưng vẫn giữ quốc tịch Việt Nam. Trẻ em là người nước ngoài được công dân Việt Nam nhận làm con nuôi thì có quốc tịch Việt Nam mà vẫn giữ quốc tịch nước ngoài. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã có quốc tịch nước ngoài nhưng chưa mất quốc tịch Việt Nam. Việc người Việt Nam phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam nhưng lại có thêm quốc tịch nước ngoài không phải là trường hợp cá biệt và cơ chế xử lý đối với những người phạm tội như thế này trong Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã có quy định khá đầy đủ rõ ràng. Căn cứ vào khoản 1 điều 2 Bộ Luật Hình sự năm 2015 về cơ sở của trách nhiệm hình sự, chỉ người nào phạm một tội đã được Bộ Luật Hình sự quy định mới phải chịu trách nhiệm hình sự. Tại khoản 1 điều 3, Bộ Luật này quy định về nguyên tắc xử lý đối với người phạm tội như sau. A. Mọi hành vi phạm tội do người thực hiện phải được phát hiện kịp thời, xử lý nhanh chóng, công minh theo đúng pháp luật. B. Mọi người phạm tội đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt giới tính, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội. Bên cạnh đó, tại Điều 5 về hiệu lực của Bộ Luật Hình sự đối với những hành vi phạm tội trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định như sau. Đối với người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thuộc đối tượng được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao hoặc lãnh sự theo pháp luật Việt Nam, theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc theo tập quán quốc tế, thì vấn đề trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết theo quy định của điều ước quốc tế hoặc theo tập quán quốc tế đó. Trường hợp điều ước quốc tế đó không quy định hoặc không có tập quán quốc tế thì trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết bằng con đường ngoại giao. Cụ thể, đối với người Việt Nam tội có hai quốc tịch thì nguyên tắc xử lý như sau. Người phạm tội trước hết vẫn là công dân Việt Nam nên sẽ áp dụng pháp luật Việt Nam để xử lý hành vi phạm tội. Trong trường hợp nước họ mang quốc tịch thứ hai mà quốc gia này áp dụng chế độ bảo hộ công dân và nước này có ý kiến can thiệp thì lúc đó sẽ giải quyết theo một trong hai trường hợp. Nếu người đó thuộc đối tượng được miễn trừ ngoại giao thì sẽ được giải quyết theo tòa án quốc tế. Áp dụng theo con đường miễn trừ ngoại giao, nếu không được miễn trừ thì vẫn được giải quyết bình thường. Như một người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ quốc gia Việt Nam thì do pháp luật Việt Nam xử lý. Quốc tịch nước ngoài không ảnh hưởng gì đến quá trình xét xử. Quá trình xét xử, Vũ Nhôm cũng không thuộc diện được hưởng bảo hộ ngoại giao, bảo hộ lãnh sự cho hành vi vi phạm pháp luật của mình. Quốc tịch nước ngoài cũng không phải là căn cứ xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Vũ đối với những tội danh Vũ bị xét xử. Đối với bà Phương Hằng, hiện nay giữa Việt Nam và Cộng hòa Cyprus không có điều ước quốc tế và bà Hằng cũng không thuộc trường hợp được miễn trừ ngoại giao. Về nguyên tắc, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, người Việt phạm tội mang hai quốc tịch hay người nước ngoài vi phạm pháp luật hình sự Việt Nam cũng đều bị xử lý nghiêm minh, luật sư Lực khẳng định.